Xin chào tất cả các bạn. Sau khi mà chúng ta trải qua hai buổi học lý thuyết về bài 2 cực trị của hàm số thì thầy đã thiết kế cho các bạn một bài kiểm tra về vấn đề này. Thì thầy nói lại sơ đề kiểm tra của mình tí xíu. Thì nó bao gồm là 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 60 phút. Thì sau khi các bạn làm bài xong thì đến hiện tại là chúng ta đã có kết quả. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa chi tiết đề số 2 này. Sau khi mà thầy sửa xong thì thầy sẽ mở lại cái đề kiểm tra này. Các bạn có thể vào đây làm lại bất kỳ lúc nào. Rồi, không để các bạn chờ lâu nữa. Thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Ta sang câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này thì đề cho mình hàm số y bằng trừ x mũ 3 cộng 3x cộng 4 và hỏi là điểm cực tiểu của hàm số. Rồi, như thế thì các bạn muốn tìm được điểm cực tiểu của hàm số thì chúng ta phải tính y phẩy. Y phẩy là trừ 3 lần x bình phương cộng 3. Sau đó là các bạn cho y phẩy này là bằng 0. Thì lúc này chúng ta sẽ tìm được hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là nghiệm x bằng 1 và nghiệm thứ hai là x bằng trừ 1. Rồi, đây sau đó thì các bạn lập bảng biến thiên ra. Lúc này chúng ta làm chưa quen thì mình cứ làm từng bước thôi. Mình sẽ lập bảng biến thiên là x, y phẩy và y. Thì nghiệm của mình lúc này nó có hai nghiệm là cộng trừ 1 thì các bạn điện vào đây. Nhớ là sắp xếp từ bé đến lớn nha. Đây là không. Rồi sau đó các bạn xét dấu thôi. Y phẩy của mình là hàm bậc 2 cho nên là trong trái ngoài cùng. Rồi thế thì các bạn vẽ chiều biến thiên của y. Rồi, nhìn vào bảng biến thiên thì mình có thể kết luận được là hàm số này bây giờ nó sẽ đạt cực tiểu tại x bằng trừ 1. Do đó là chúng ta sẽ chọn đáp án A. Rồi, thầy đang câu số 2. Người ta hỏi là đồ thị của hàm số này có tọa độ điểm cực tiểu là, thì chúng ta cũng làm tương tự như bài toán ở trên thôi. Đầu tiên là các bạn phải tính y phẩy là 3 lần x bình phương trừ cho 4x cộng 1. Tiếp tục chúng ta cho y phẩy bằng 0. Thì lúc này mình sẽ được hai nghiệm. Một nghiệm thứ nhất là x bằng 1 và nghiệm thứ hai là 1 phần 3. Rồi. Rồi khi đó chúng ta có bảng biến thiên y rồi. Rồi sau đó thì các bạn xét dấu y phẩy thôi. Rồi y phẩy của mình bây giờ ở đây nó sẽ là mang dấu cộng, ở đây là trừ và ở bên đây là cộng. Như vậy thì chiều biến thiên của y là đi lên đi xuống và đi lên. Rồi bây giờ người ta hỏi là tọa độ điểm cực tiểu, nhưng mà điểm cực tiểu này là của đồ thị, do đó là nó là của đồ thị cho nên các bạn phải trả lời được đó, là điểm cực tiểu tức là hàm số của mình bây giờ nó sẽ đạt cực tiểu tại x bằng 1, nhưng mà để tìm được tọa độ của nó thì bạn phải lấy số 1 này. Bây giờ mình sẽ tới số 1 xuống y, thì tại 1 thì mình lấy 1 mình thay vào trong hàm số y. Thì các bạn sẽ có thay vào đây nó là 1 trừ 2 là trừ 1. Trừ 1 cộng cho phía sau là cộng 4 nữa là bằng 3. Như vậy thì mình sẽ suy ra được tọa độ điểm cực tiểu lúc này đó là 1, 3. 1, 3 thì do đó chúng ta sẽ chọn đáp án D. Rồi thầy tiếp tục sang câu số 3. Hàm số trùng phương có giá trị cực đại là bao nhiêu? Như vậy thì mình cũng làm tương tự. Đầu tiên mình sẽ tính y phẩy là trừ 4 lần x mũ 3 cộng cho 8x. Bây giờ mình sẽ cho y phẩy bằng 0, tức là mình sẽ được đặt một nghiệm thứ nhất là x bằng 0. Nghiệm thứ hai là x bình bằng 2 đúng không? Tức là thầy được nghiệm x bằng căn 2 và x bằng trừ căn 2. Rồi bây giờ người ta hỏi mình là
có giá trị cực đại, thì bây giờ thầy lập miếng tiền. Ở đây là x, y' và trừ vô cùng, trừ căn 2 không, căn 2 và cộng vô cùng. Rồi bước này chúng ta sẽ xét dấu nhanh, nó là trừ cộng trừ và cộng, đi lên đi xuống, đi lên và đi xuống. Thế thì bây giờ mình sẽ có giá trị cực đại, nó sẽ đạt tại là cộng trừ căn 2. Vì vậy thì để tìm được giá trị cực đại, các em chỉ cần thế căn 2 vào trong hàm số y là được. Hàm số y của mình là trừ x mũ 4 cộng 4x bình phương cộng 3. Rồi mình sẽ call tại căn 2. Nó được là 7. Như vậy đáp án của mình lúc này là đáp án D. Rồi thầy sang câu hỏi số 4. Người ta gọi hai hoành độ của hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là x1 x2, và khi đó người ta hỏi là tích x1 nhân x2 là bao nhiêu. Thì thực ra thì đây là hàm bậc 3, cho nên là hai điểm cực trị này lúc này nó chính là nghiệm của y phẩy. Do đó là bài này các em chỉ cần tính y phẩy, chúng ta sẽ được là trừ x bình phương cộng 8x trừ 5. Rồi do đó mình sẽ cho y phẩy bằng 0. Y phẩy bằng 0 thì lúc này mình giải phương trình y phẩy là trừ 1, 8 và trừ 5. Thì thầy được hai nghiệm là 4 trừ căn 11 và 4 cộng căn 11. Do đó thì tích của x1 x2 nó chính là 4 cộng cho căn 11 mà nhân cho 4 trừ căn 11. Thì các em sẽ ra được kết quả là bằng 5, do đó mình sẽ chọn đáp án A. Rồi thầy tiếp tục sang câu hỏi số 5. Người ta cho mình hàm số trùng phương trừ 3 x mũ 4 cộng 4 x bình phương trừ 2017 và hỏi khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng. Rồi bây giờ mình sẽ xem mình có thể loại được đáp án nào trước hay không. Thì lưu ý cho thầy là khi mà hàm trùng phương là chúng ta sẽ chắc chắn được là nó sẽ luôn luôn có cực trị, do đó đáp án B là mình sẽ loại đi. Rồi còn lại là ba đáp án A, C, D, là cả ba đáp án đều có khả năng xảy ra, cho nên là mình bắt buộc phải phải khảo sát nó thì mình mới biết được nó có cực trị hay không. Thì đầu tiên mình tính y phẩy, nó là trừ 12 lần x mũ 3 cộng cho 8x cộng 8x. Rồi bây giờ bài này thì mình thấy nó có ba nghiệm rồi, phương trình này khi mà mình cho y phẩy bằng không nó sẽ có ba nghiệm, thì lúc này là thầy không cần thiết là phải tìm được ba nghiệm nó ra bằng mấy. Đây là trừ vô cùng, bên đây là cộng vô cùng. Mình có thể không cần tìm nghiệm của nó ra, mình vẫn có thể biết được bài này nó như thế nào. Ở đây là bằng không nè, thì lúc đó các em lập cho thầy cái bảng xét dấu, cái này nó mang dấu trừ cộng trừ và ở đây là cộng, thì cộng là đi lên, trừ đi xuống, cộng là đi lên và trừ là đi xuống. Thế thì mình dựa vào trong bảng miếng thi mình cũng có thể khẳng định được là đáp án nào là đáp án đúng. Mình thấy ở đây nó có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu, hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu, cho nên mình sẽ chọn đáp án, mình tìm đáp án nào có hai điểm cực đại và một cực tiểu. Như vậy thì đáp án đúng là đáp án D. Rồi cho đó các em chọn câu D. Bài này mình không cần phải bấm máy tính, mình không có nhất thiết phải giải ra nghiệm. Rồi tiếp tục như tới thì sang câu hỏi số 6. Người ta cho mình hàm bậc 3 gọi AB lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đó, thì hai lần A bình phương cộng B là bằng bao nhiêu. Như vậy thì bài này mình muốn biết thì mình cứ tính như vậy. Đó là 3 lần x bình phương trừ 6x. Bây giờ mình sẽ cho y phẩy bằng 0. Y phẩy bằng 0 thì mình sẽ được hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x bằng 0 và nghiệm thứ hai là x bằng 2. Rồi bây giờ người ta hỏi giá trị cực đại. Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu. Thì giá trị cực đại thực ra nó chính là y tại 0. À, giá trị cực đại thì mình chưa biết là y tại mấy, nhưng mà chắc chắn là bây giờ là mình cần phải tính y tại 0 và y tại 2. Thì y tại 0 thì sẽ được nó là trừ 2.
Và y tại 2 khi mà mình thay vào nó là 8 trừ 2 là ra 6. 6 mà trừ cho 12 thì thầy sẽ được là trừ 6. Rồi bây giờ khi mà mình lập bảng biến thiên. Đây là 0, 2 và đây là cộng vô cùng. Thì mình sẽ được là cộng trừ cộng, như vậy là cộng là đi lên, trừ là đi xuống, và đây là cộng là đi lên. Bây giờ thầy có là y của 0 là bằng trừ 2 và y của 2 là bằng trừ 6. Do đó thầy sẽ được, lúc này là giá trị ngược đại người ta ký hiệu là A, tức là A của thầy bây giờ nó sẽ bằng là trừ 2 và B là giá trị ngược tiểu là trừ 6. Như vậy thì 2 lần A bình phương cộng B, từ đây mình sẽ suy ra được 2 lần A bình phương mà cộng cho B thì nó chính là 2 lần nhân cho trừ 2 bình phương lên là được 4, cộng cho B là trừ cho 6. Như vậy thì mình có 8 mà trừ đi 6 thì kết quả cuối cùng là các em ra được bằng 2. Do đó mình sẽ chọn đáp án C. Rồi thầy sang câu hỏi số 7. Rồi lại là một hàm bậc 3 có hoành độ là hoành độ hai điểm cực trị là x1 x2 thì khi đó tổng của x1 x2 là bao nhiêu. Như vậy thì bài này mình sẽ làm nhanh luôn, mình sẽ nhập vào trong máy tính luôn. Thực ra x1 x2 thì nó đã giống với lại một câu ở trên mình đã giải rồi. Như vậy thì các bạn chỉ cần giải phương trình y phẩy thôi, y phẩy thì sẽ được 3 lần x bình phương trừ cho 12x và cộng cho 4, mình sẽ được là 6 cộng 2 căn 6 trên 3. Lúc này thầy sẽ luôn nó vào A và nghiệm thứ hai thầy sẽ luôn nó vào B. Thì khi đó người ta hỏi mình là x1 cộng x2 thực ra nó chính là A cộng B là bằng 4. Như vậy thì đáp án của em là đáp án D. Rồi thầy sang câu hỏi số 8. Biết đồ thị hàm số có điểm cực trị là A có tọa độ 1,3, khi đó giá trị của 4a trừ b là bao nhiêu. Rồi nhờ bài này thì bắt buộc mình phải giải ra thôi. Đầu tiên các em tính cho thầy y phẩy nó là 3 lần x bình phương trừ cho 4x mà cộng cho a. Rồi bây giờ là nó đạt cực trị, mình dựa vào đây nè, thì mình sẽ biết được là hàm số là đạt cực trị tại x bằng 1, do đó thầy sẽ có là y phẩy của 1 là bằng 0. Từ đây mình sẽ giải được y phẩy của 1 thì nó là 3 trừ cho 4 là trừ 1 cộng a bằng 0, tức là mình sẽ được a bằng 1. Rồi sau đó là đồ thị nó lại đi qua cái điểm A có tọa độ 1,3, tức là thầy sẽ có là y của 1 nó bằng 3. Thì từ đây mình chỉ lấy 1 mình thay vào trong phương trình thôi. Như vậy thì mình sẽ được là 1 trừ 2, 1 trừ 2 thì sẽ có là trừ 1 nè, rồi cộng cho a nhân 1, a nhân 1 thì nó bằng a rồi, cộng b bằng 3. Rồi từ đây thì mình giải hai cái hệ này mình sẽ được, à mình giải hai phương trình này thì mình sẽ được thứ nhất là a bằng 1, a bằng 1 thì tới xuống đây thì mình sẽ được b bằng 3, b bằng 3, a bằng 1 các em lấy ở trên đây thay xuống thì mình được a bằng 1, b bằng 3. Như vậy thì 4a mà trừ cho b thì nó sẽ là bằng 1, do đó mình sẽ chọn đáp án A. Câu số 9. Câu số 9 là hàm trùng phương đạt cực trị tại x1, x2, x3, khi đó người ta hỏi giá trị của tích x1, x2, x3 là mấy. À, bài này thì thực ra mình không cần tính đâu, các bạn chỉ nhớ cho thầy là hàm trùng phương thì trong đó chắc khi mà nó đạt cực trị tại 3 điểm thì trong đó chắc chắn nó sẽ có một điểm cực trị là bằng 0. Hai điểm cực trị còn lại thì mình chưa biết là bằng bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn sẽ có một điểm cực trị là bằng 0. Mà nếu nó có một điểm là bằng 0 rồi thì bây giờ hai cái điểm kia bao nhiêu đi nữa thì nhân nhau chắc chắn cũng sẽ bằng 0. Do đó bài này của các em là mình sẽ không thể, mình không cần tính luôn, mình chọn ngay được đó là đáp án A. Câu số 10. Cho hàm số và người ta hỏi vẫn là hàm trùng phương và hỏi khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng. Thì mình đọc vào mình thấy đáp án A là chắc chắn là sai. Tại vì nó nói là hàm trùng phương không có cực trị là sai. Lưu ý cho thầy là hàm trùng phương là luôn luôn có cực trị, hoặc là có một hoặc là có ba cực trị. Như vậy thì bài này mình muốn biết nó đạt cực đại cực tiểu thì mình phải tính thôi. Ta có là y phẩy nó là 12 lần x mũ 3
12 lần x mũ 3 và trừ cho 8x. Bây giờ các em giải phương trình y phải bằng 0. 12 x mũ 3 0 x bình trừ 8x bằng 0. Căn 6 trên 3 trừ căn 6 trên 3 bằng 0. Như vậy thì ở đây mình sẽ được là x bằng 0 và x bằng cộng trừ căn 6 trên 3. Rồi. Như vậy thì tới đây mình có thể là không cần phải lập bảng biến thêm nữa. Mà tại vì thầy thấy là nó có cộng trừ căn 6 trên 3 với lại 0. Và trong đáp án của mình thì nó không có cái nào có căn 6 trên 3 nữa. Nó chỉ có cái 0 thôi. Do đó chắc chắn đáp án của mình là đáp án D. À lúc nãy là thầy đánh từ đây nó bị nhầm đáp án B. Mình sẽ chọn đáp án là D. Rồi tiếp theo câu hỏi số 11. Người ta cho mình là hàm số bậc 3. Bây giờ là bị khuyết mất bốn hệ số ABCD và người ta hỏi là nếu đồ thị có hai điểm cực trị là góc tọa độ là O không không và điểm A như thế thì hàm số của phương trình là bao nhiêu. Rồi thì đối với bài này thì thầy đã hướng dẫn cho các bạn ở trong cái video cái bài phần 2 cực trị của hàm số thì nếu mà giải tự luận thì chúng ta sẽ làm như thế, còn không á bây giờ thầy sẽ để mà làm nhanh cái bài trắc nghiệm thì bài này mình sẽ còn một cách nữa. Thực ra những bài trên đây mình có thể là bấm máy tính thì máy tính nó sẽ hiện được cho mình là điểm cực trị là bao nhiêu. Thì các bạn lưu ý là đối với chức năng này nó chỉ có máy 580 nó mới có thôi. Giờ thầy sẽ thử cho các bạn xem. Bây giờ là chúng ta cần tìm cực trị thì các bạn giải luôn cho thầy phương trình bậc 3. Bây giờ mình sẽ lấy đáp án A để mình giải. Đáp án A nó là 2 lần x mũ 3 trừ 3 lần x bình phương cộng 0x cộng 0. Và các bạn đừng có lưu ý cho thầy cái nghiệm nó bằng bao nhiêu mà các bạn hãy bấm bằng tiếp xem nó báo cực đại cực tiểu là mấy. Thì bây giờ bài này nó là đạt cực đại tại x bằng 0 và giá trị cực đại là y cũng bằng 0, như vậy là góc tọa độ O là đúng nè. Rồi cực tiểu là tại x bằng trừ 1, cực tiểu là đạt tại x bằng 1. X bằng 1 thì nó lại khác với lại cái yêu cầu của bài rồi. Yêu cầu của mình là đạt tại điểm A có tọa độ là x bằng trừ 1, y bằng trừ 1. Như vậy là đáp án A này thì coi như nó là sai. Bây giờ các bạn sửa cho thầy đáp án B. Nó là trừ 2 lần x mũ 3 trừ 3 lần x bình phương trừ 3 lần x bình phương. Như vậy là nó ra được. Rồi các bạn quan sát cho thầy cái điểm cực đại cái nghiệm thì bằng bao nhiêu thì mình không quan tâm. Cực đại đạt tại x bằng 0, y bằng 0 là thỏa mãn nè. Bây giờ mình tiếp tục mình kiểm tra điểm cực tiểu là được cực tiểu đạt tại x bằng trừ 1 và y nó cũng bằng trừ 1 luôn. Như vậy là thỏa mãn có một điểm cực trị là góc tọa độ là O không không nè và điểm A có tọa độ là trừ 1 trừ 1. Do đó bài này mình sẽ chọn luôn là đáp án B. Rồi bài nào các bạn có thể xem lại cái bài tự luận mà thầy đã hướng dẫn ở cái video số 2 thì bài này nó tương tự, nó cũng y chang đó, cho nên là thầy không phải sửa lại nữa, mình sửa nhanh luôn. Rồi câu hỏi số 12 tiếp tục là hàm bậc 3 đạt cực trị tại hai điểm x1 x2 và khi đó là giá trị của biểu thức x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3 là bằng mấy. Như vậy thì tương tự như vậy bài này mình sẽ giải luôn y phẩy ở trên máy tính, mình không có nháp nữa. Y phẩy của mình các em tính được là trừ 3 lần x bình phương cộng cho 6x và cộng 6, 1 cộng căn 3 và 1 trừ căn 3. Do đó thì x1 của mình nó chính là 1 cộng căn 3 mũ 3 lên thôi. Rồi sau đó là các em cộng cho x2 là 1 trừ căn 3 rồi mình mũ 3 lên. Kết quả là bằng 20, do đó chúng ta sẽ chọn đáp án C. Tiếp tục câu số 13, người ta hỏi là khẳng định nào sau đây là đúng. Cho mình một cái hàm bậc 3. Như vậy thì mình phải tính thôi. Mà hàm bậc 3 này thì chúng ta có y phẩy là 3 lần x bình phương trừ cho 6x. Bây giờ mình cho bằng 0.
còn không thì mình sẽ được hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x bằng 0 và thứ hai là x bằng 2. Như vậy thì các em phải lập cái bảng xét dấu ra, bảng viết thiên luôn cũng được, x, y phẩy và y trừ vô cùng 0, 2 và tới cộng vô cùng. Rồi mình sẽ xét dấu y phẩy, thì y phẩy lúc này nó sẽ mang dấu cộng trừ cộng. Rồi. Thực ra thì khi mà mình ra được hai nghiệm là mình đã biết nó chắc chắn là có hai điểm cực trị, trong đó là một cực đại và một cực tiểu. Bài này thì không nhất thiết các em phải lập bảng viết thiên, cho nên là mình sẽ chọn được đáp án là hàm số là có cực đại và cực tiểu, do đó các em sẽ chọn đáp án A. Rồi, thầy sang câu số 14. Hàm số đạt cực đại tại x bằng 2 và đạt cực tiểu tại x bằng 0. Rồi câu số 14 này tương tự, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn bấm máy tính. Rồi cái cách mà mình giải tự luận, mình tính đạo hàm thì nó đã quá quen rồi. Thì còn cái cách mà bấm máy tính dựa trên máy 580 thì các em lưu ý là không phải cái bài nào nó cũng tính được. Bây giờ mình sẽ giải phương trình bậc 3 đó là 1x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 0x cộng 2. Rồi các bạn đừng có lưu ý cho thầy cái nghiệm mà xem là nó có báo được cực đại hay không. Vậy là bài này nó đạt cực đại là tại x bằng 0 nè. Rồi chúng ta tiếp tục xem cực tiểu. Là cực tiểu thì tại x bằng 2, như vậy mình chọn thôi, mình chọn là cái nào nó đạt cực đại tại x bằng 0. Đây, cực đại tại x bằng 0 và đạt cực tiểu tại x bằng trừ 2 là sai rồi. Cực đại tại x bằng trừ 2 là sai luôn. À, vậy như vậy là đáp án B nè. Đạt cực đại tại x bằng 0 nó để ở cái vế phía sau. Và cực tiểu tại x bằng 2 nó để lên trước. Như vậy bài này mình sẽ chọn câu B. Rồi câu số 15. Kết luận nào sau đây là đúng? Nó hỏi là x cực đại là bằng mấy thôi. Như vậy thì tương tự mình lại bấm máy tính đi cho nó nhanh hơn. Các em giải phương trình bậc 3 đó là 1 lần x mũ 3 cộng cho 17 lần x bình phương trừ 24x cộng 8. Rồi nó vẫn báo được là cực đại cực tiểu đây. Thì bây giờ mình xem cái x cực đại của nó. X cực đại là trừ 12, như vậy là mình chọn luôn đáp án D. Rồi câu số 16. Khẳng định nào sau đây là đúng? Rồi như vậy thì các em lưu ý nè, đối với hàm trùng phương á, khi mà thì hàm trùng phương, cái hàm công thức tổng quát nó chính là a lần x mũ 4 cộng b x bình cộng c. Như vậy thì khi các em thấy, bây giờ lưu ý thầy, nếu như mà ab này mà trái dấu với nhau thì mình sẽ luôn chắc chắn được một điều là hàm trùng phương này nó có 3 điểm cực trị. Như vậy thì thầy thấy ở đây a của mình bây giờ là 1, b là trừ 2 là trái dấu. Do đó thì không cần giải, cái mẹo giải nhanh của mình lúc này nó sẽ có là hàm này khi mà mình nhìn vô mình sẽ biết được nó có 3 điểm cực trị luôn. Do đó đáp án A là đáp án đúng. Rồi thầy sang câu số 17. Câu số 17 là rồi, liên quan đến phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm cực trị. Như vậy thì ở bài trước thầy đã hướng dẫn cho các bạn là viết phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm cực trị rồi đúng không? Thì ở đây mình chỉ cần là tính y y phẩy là 3 lần x bình trừ 3, y 2 phẩy là 6x và y 3 phẩy là 6. Thì khi đó phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là nếu mà ghi y nữa thì nó sẽ bị nhầm. Bây giờ thầy ký hiệu đó là y lớn đi. Y lớn này nó sẽ bằng y nhỏ trừ cho y phẩy nhân y 2 phẩy trên 3 lần y 3 phẩy. Như vậy thì thầy thay vào thôi, nó chính là x mũ 3 trừ 3x cộng 1 rồi trừ cho y phẩy là 3 lần x bình phương trừ 3 nhân cho y 2 phẩy là 6x và chia cho 3 lần y 3 phẩy, tức là 3 nhân cho 6. Rồi thì thầy đã hướng dẫn cho các bạn đối với cái hàm này á, khi mà nó không phụ thuộc vào tham số m thì mình sẽ chuyển máy tính về menu 2 để mà mình sử dụng số xuất để mình tính.
Thì ngay chỗ này các bạn sẽ nhập vào là y mũ 3, tức là chỗ nào có x thì các bạn thay bằng y thôi, trừ cho 3y cộng 1. Mình dùng cái cách này để mình rút gọn nhanh cái phương trình này, rồi trừ cho 3y bình trừ 3, và các bạn nhân cho 6x, tức là nhân cho 6y, sau đó chia cho 18. Nhập sai cái gì được, nhân cho 6y và chia cho 18 thì nó được là 1 trừ 2y. Thì 1 trừ 2y nó chính là 1 mà trừ cho 2x, do đó thì các bạn so sánh vào đây chỗ nào nó là 1 trừ 2x thì mình chọn thôi. Như vậy đáp án là đáp án C. Câu số 18, cho hàm mà trùng phương kết luận nào sau đây là đúng. Như vậy thì mình thử kiểm tra xem là máy tính có thể giải được hay không. Giải hàm bậc 4 là 3 lần x mũ 4, 0 lần x mũ 3 trừ 6 lần x bình phương cộng 0x cộng 1. Rồi tiếp tục các bạn quan sát cho thầy, em nó có báo được. Rồi đối với bài này thì máy tính nó không có báo được cực đại cực tiểu, cho nên là bắt buộc các em phải tính tay thôi. Như vậy mình sẽ có là y phẩy nó là 12 lần x bình phương, à 12 lần x mũ 3 trừ cho 12 x, mình cho y phẩy bằng 0 thì mình sẽ tìm nhanh được ba nghiệm, đó là x bằng 0, x bằng 1 và x bằng trừ 1. Rồi khi đó các em lập bảng biến thiên. Ở đây là trừ vô cùng, trừ 1, 0, 1 và cộng vô cùng. Rồi, bây giờ mình xét dấu nhanh thôi. Thì dấu của y phẩy lúc này nó sẽ là cộng trừ, rồi chiều biến thiên. Rồi, như vậy thì bây giờ người ta hỏi là kết luận nào sau đây là đúng. Người ta hỏi y cực đại. Y cực đại thì ra chính là y tại không thôi. Mà y tại không thì thầy thay nhanh vào đây luôn. Y tại không thì mình sẽ được cái cụm này là nó bằng không rồi, chỉ còn lại là y bằng một thôi, do đó là bài này mình sẽ chọn luôn đáp án B. Rồi đáp án B là đúng rồi. Câu số 19, người ta cho mình bảng biến thiên và hỏi đáp án nào đúng thôi. Thì hàm số là đạt cực đại tại x bằng 2, đạt cực đại tại x bằng 2, à đúng rồi, mình sẽ chọn đáp án A luôn. Đạt cực đại tại x bằng 3 là sai, đạt cực đại tại x bằng 4 là sai luôn, đạt cực tiểu mới đúng. Rồi sai luôn rồi, vậy là mình sẽ chọn đáp án A. Câu 20, câu 20 là một cái bài mà thầy đã hướng dẫn các bạn là ở trong cái video số 2. Rồi bây giờ bài này thì mình có thể tìm nhanh được. Khi mà các em cho f phải bằng 0 thì mình sẽ được nghiệm thứ nhất là nghiệm trừ 1 là nghiệm đơn. Nghiệm này là nghiệm bằng 2, bằng 2 anh này là nghiệm kép. Nghiệm bằng 3 này là bội 3. Nghiệm bằng trừ 5 này là bội 4. Rồi thế thì cái cách mà mình loại nhanh đó là cái nghiệm mà bội chẵn thì các bạn bỏ đi. Như vậy thì anh mà nghiệm kép này là thầy loại, nghiệm bội 4 này thầy cũng loại luôn. Như vậy nó chỉ còn có một nghiệm đơn và một nghiệm bội 3 thôi. Do đó thì hàm số là có hai điểm cực kỳ. Mình sẽ chọn luôn đáp án là bằng 2. Câu số 21, rồi người ta cho mình đồ thị của f(x), hỏi là có mấy điểm cực trị. Thì mình nhìn vào đây, f(x) của mình lúc này nó sẽ có hai điểm cực trị, một điểm cực đại và một điểm cực tiểu thôi. Do đó thì các em sẽ chọn câu A, hai điểm. Rồi tiếp tục câu 22, câu 22 thì người ta vẫn cho mình là f phẩy, biểu thức của f phẩy và hỏi khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng. Như vậy thì bước đầu tiên là mình phải giải f phẩy bằng 0 đi. Bài này mình giải phương trình f phẩy bằng 0 thì thầy sẽ được nghiệm thứ nhất là x bằng 0, thứ hai là x bằng trừ 2, thứ ba là x, à ngay chỗ x bình trừ 4 mình lại được là x bằng cộng trừ 2 nữa, thì nó ngay này là x bằng 2, và x cộng 1 tất cả mũ 3 bằng 0 thì thầy sẽ được x bằng trừ 1. Rồi bài này thì mình lập bảng biến thiên ra đi. X, y phẩy và y trừ vô cùng. Nghiệm của thầy bé nhất là trừ 2, trừ 1, 0, 2 cho tới cộng vô cùng.
Rồi, cái quan trọng là bây giờ chúng ta cần phải xét dấu được. Bây giờ ở phía bên ngoài này thì chắc chắn là mang dấu cộng nè. Bây giờ các em cần phải xét xem là hai là nghiệm gì. Như vậy thì hai nghiệm hai này nó sẽ là nghiệm đơn ngay cái chỗ này. Ngay chỗ này nghiệm hai này chính là nghiệm đơn. Do đó qua nghiệm đơn này phải đổi sang trừ. Nghiệm không lại là nghiệm đơn cho nên đổi thành cộng. Nghiệm trừ 1 lại là nghiệm bội 3. Trừ 1 của mình là ở đây. Ngay chỗ này là trừ 1 là nghiệm bội 3 cho nên là đổi dấu sang trừ. Nhưng mà quan trọng là cái nghiệm trừ 2, các em lưu ý thầy là trừ 2 mình có ngay chỗ này nó chính là nghiệm đơn nè. Trừ 2 ngay chỗ này là sẽ được nó là nghiệm đơn. Nhưng mà ngay chỗ này thầy lại được sinh ra thêm nghiệm trừ 2 lại là nghiệm đơn nữa. Cho nên là mình cộng lại thì nghiệm trừ 2 này anh này lúc này trở thành nghiệm kép. Thì nghiệm kép thì do đó qua nghiệm kép là không đổi dấu, nó vẫn là dấu trừ. Như vậy thì đi xuống, đi lên, đi xuống và đi lên. Do đó là hàm số lúc này nó sẽ có là mình nhìn vào đây nó có 3 điểm cực như vậy mình sẽ chọn luôn đáp án là C, đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị. Rồi câu số 23, khẳng định nào sau đây là đúng? Vẫn là cho biểu thức f phẩy. Như vậy thì bây giờ các em vẫn tiếp tục giải f phẩy bằng không thì thầy sẽ được là nghiệm thứ nhất là x bằng không. X bằng không này thì nó lại là nghiệm kép. Rồi mình giải chỗ này ra mình sẽ được là hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là nghiệm x bằng trừ 1 và nghiệm thứ hai là nghiệm x bằng 3 đúng không? A trừ b cộng c bằng 0 cho nên nghiệm trừ 1 và nghiệm bằng 3. Rồi và cái còn ở chỗ này mình lại được một cái nghiệm x bằng trừ 1 nữa. Vì vậy trừ 1 nó giống ở trên đây cho nên là ngay chỗ này thì thầy không cần phải ghi nghiệm trừ 1 nữa. Mà trừ 1 mình sẽ đưa vào đây luôn. Anh trừ 1 này lúc này nó sẽ trở thành nghiệm kép. Vì vậy hai cái nghiệm kép này thì mình sẽ bỏ đi luôn. Mình chỉ lấy cái nghiệm bằng 3 thôi. Tức là lúc này thì hàm số nó chỉ đạt cực trị tại x bằng 3. Mà đạt cực trị tại x bằng 3 thì câu A là sai. Câu B thì chưa khẳng định được. Câu D là có hai điểm cực trị là cũng sai luôn. Như vậy thì chỉ còn lại là B hoặc là C thôi. Đồng biến từ trừ vô cùng đến một. Rồi như vậy thì thầy sẽ mô phỏng cái bảng biến thiên để cho các bạn thấy được rõ ràng là chỗ này là nó đạt cực trị tại đâu, à nó đạt cực đại hay là cực tiểu. Như vậy mình có là x y phẩy ở đây là y trừ vô cùng. Bây giờ hai cái nghiệm mà không với lại trừ một mình đã loại đi rồi thì mình chỉ cần xét cái nghiệm ba thôi, mình có mình nghĩ ở đây cũng được. Thì bên phải của 3 bây giờ nó sẽ mang dấu cộng và bên trái là dấu trừ. Do đó thì tại 3 này lúc này hàm số sẽ đạt cực tiểu. À, do đó thì đáp án B là đáp án đúng luôn mà. Là hàm số chỉ có một điểm cực tiểu thôi, cho nên các em chọn đáp án B. Rồi câu số 24. Tọa độ điểm cực đại. Thì câu này khi mà các em gặp như thế này nhé, thì mình sẽ ưu tiên là mình xử lý nó bằng máy tính trước. Mình sẽ giải cái phương trình bậc 3 đó. Đó là 1x mũ 3 trừ 6 lần x bình phương cộng 9x trừ 1 bằng 0. Xem máy tính nó có báo được là cực đại hay cực tiểu hay không. Thì bài này nó báo được là đạt cực đại tại x bằng 1 và y bằng 3. Do đó là các em chọn luôn đáp án B. Câu số 25. Thì hàm số này là có bao nhiêu điểm cực tiểu. Thì đối với bài này bây giờ thầy sẽ giải nhanh luôn. Lúc nãy là mình đã có là thầy có một cái lưu ý đó, khi là các em thấy là hệ số A với B mà trái dấu nhau nè thì lúc này anh này anh sẽ có 3 điểm cực trị. Khi mà nó có 3 điểm cực trị rồi thì bây giờ mình sẽ mô phỏng hệ số A của nó là lớn hơn không, cho nên thầy chắc chắn là cái nhánh cuối cùng nó sẽ đi lên như thế này. Như vậy ngay chỗ này nó sẽ cái dạng đồ thị lúc này của mình đó, là nó sẽ đi như thế này. Rồi mà nếu như mà nó đi như thế này thì mình nhìn vào đây mình sẽ thấy được ngay nó sẽ có hai điểm cực tiểu. Do đó các em chọn luôn đáp án C. Rồi, câu số 26. Câu số 26 thì nó lại là rơi vào cái phần lý thuyết mà hôm bữa thầy đã ghi chú cho các bạn rồi. Tức là hàm bậc nhất trên bậc nhất thì không có điểm cực trị được. Cho nên là mình chọn luôn đáp án D. Rồi, tiếp tục chúng ta sang câu số 27. Giá trị cực tiểu. Như vậy thì mình cứ giải. Mình giải phương trình bậc 4. Rồi,
Bài này thì nó lại không báo được đại cực tiểu rồi, cho nên là mình cần phải tính y phẩy. Y phẩy là 4 lần x mũ 3 trừ cho 4x. Thì khi mà thầy cho y phẩy bằng 0 thì mình sẽ được ba nghiệm là x bằng 0 và x bằng cộng trừ 1. Như vậy khi đó thì mình lập bảng thiên ra. Trừ 1, 0, 1. Rồi, thầy xét dấu nhanh chỗ này nó chính là cộng, trừ, cộng và trừ thôi. Như vậy thì lúc này mình sẽ suy ra được là giá trị cực tiểu thực ra nó chính là y của 1 hoặc là y của trừ 1. Bây giờ các em chỉ cần lấy 1 hoặc là trừ 1 thay vào đây thì mình sẽ được là 1 trừ 2 cộng cho 5 thì nó chính là 4 thôi. Như vậy là mình chọn luôn đáp án B. Câu số 28 lại là hàm bậc 3 có mấy điểm cực trị. Thì hôm bữa thầy đã lưu ý rồi á, hàm bậc 3 là nhớ cho thầy hoặc á, là nó không cực trị hoặc á, là nó có hai cực trị thôi. Như vậy thì mình muốn biết nó là không hay hai thì mình phải giải phương trình của y phẩy. Y phẩy của thầy là hàm bậc 2 đúng không? Nó chính là trừ 12 lần x bình phương rồi trừ cho 12x và trừ 3 x bằng trừ 1 phần 2. Rồi, như vậy thì lưu ý cho thầy lúc này là y phẩy của mình nó có nghiệm kép. Y phẩy là có nghiệm kép. Thì suy ra là hàm số là không có cực trị. Lưu ý cho thầy khi nào nó có hai điểm cực trị. Khi mà y phẩy, hôm bữa thầy đã ghi cho các bạn lưu ý rồi đó, y phẩy mà có hai nghiệm phân biệt thì mình mới suy ra được là hàm bậc 3 này nó có hai cực trị. Còn nếu y phẩy mà vô nghiệm hoặc là y phẩy có nghiệm kép thì mình sẽ suy ra được là hàm số lúc này không có cực trị. Do đó bài này mình sẽ chọn đáp án C. Rồi tiếp tục sang câu số 29. Câu 29 thì lại là liên quan đến quy tắc số 2. Người ta cho mình hàm bậc 3 và hỏi là nó đạt cực tiểu tại x bằng 2 khi nào. Như vậy các bạn cần phải tính cho thầy y phẩy là 3 lần x bình phương trừ 6x cộng cho m. Và y 2 phẩy nó chính là 6x trừ 6. Bây giờ là do là hàm số là đạt cực tiểu tại x bằng 2 cho nên thầy sẽ có là y phẩy của 2 bằng 0. Y phẩy của 2 bằng 0 thì lúc này mình sẽ suy ra được là 12 trừ cho 12. Như vậy thầy chỉ có là m bằng 0 luôn. Rồi, bây giờ nó muốn đạt cực tiểu tại x bằng 2, tức là thầy phải có là y 2 phẩy tại 2. Đạt cực tiểu thì y 2 phẩy là lớn hơn 0. Như vậy thầy thay vào trong y 2 phẩy thôi. 2 này thầy thay vào đây nó là 12 trừ 6 là bằng 6. Bằng 6 là lớn hơn 0 là đúng. Vậy là điều kiện này là thỏa mãn nha. Như vậy mình chỉ có là duy nhất một m. Mình nhận thôi là m bằng 0. Do đó mình sẽ chọn đáp án C. Rồi, câu 30. Rồi như vậy thì mình nhìn ngay được là mình sẽ chọn luôn đáp án A. Người ta hỏi hàm nào dưới đây là có cực trị. Thì lưu ý cho thầy là hàm bậc 3 thì nó có 0 hoặc là nó có hai cực trị. Còn hàm bậc nhất thì đồ thị của nó là đường thẳng nha. Là đường thẳng cho nên là mình sẽ suy ra được là nó không có cực trị. Và hàm này thì thầy cũng đã nhắc cho các bạn luôn rồi là nó không có cực trị. Cho nên là cả ba cái hàm ở ba đáp án này là đều có khả năng là không có cực trị. Cho nên là bài này mình sẽ chọn luôn đáp án A. Mà mình nhìn vào là đáp án A mình sẽ chọn đầu tiên, tại vì thầy đã có lưu ý rồi là hàm trùng phương thì nó hoặc là có một cực trị hoặc là nó có ba cực trị, cho nên đường nào đi nữa thì nó cũng có cực trị. Như đó mình chọn luôn. Mình nhìn vào mà có thấy hàm trùng phương thì mình sẽ chọn luôn. Rồi câu số 31 lại là một câu là hàm số nào dưới đây là có cực trị. Như vậy là đáp án của mình là đáp án B luôn. Hai câu này là tương tự nhau thôi. Rồi câu 32, hàm số nào sau đây không có cực trị. Như vậy thì các em lưu ý là mình nhìn vào mình đã có một cái ghi chú là không có cực trị thì cứ ưu tiên là tìm hàm bậc 1 trên bậc 1. Ở đây thầy thấy đáp án D là bậc 1 trên bậc 1 thì mình sẽ chọn đáp án D luôn. Rồi tiếp tục, hàm số nào sau đây lại không có cực trị nữa. Thì
Câu đáp án C mình nhìn vào là mình sẽ loại đi nè. Tại vì lúc này là nó là hàm trừ phương cho nên mình phải loại rồi. Rồi bây giờ còn lại là mình chỉ cần tìm coi trong ba cái hàm này hàm nào không có cực trị. Thì không có cực trị nó sẽ tương ứng với lại là y phẩy vô nghiệm hoặc là y phẩy có nghiệm kép. Thì câu A thầy phải tính thôi, nó là 3 làm x bình phương cộng cho 6x. Thì tới đây là thầy nhẩm được nó là nghiệm, có một nghiệm là x bằng 0 và x bằng trừ 2, cho nên câu này mình sẽ loại luôn, tại vì có hai nghiệm, tức là nó sẽ có hai cực trị thì mình loại nè. Tiếp tục tới câu B. Câu B nó là 3 làm x bình mà trừ cho 1, thì hôm nay nó lại có hai nghiệm nữa, hai nghiệm được thầy sẽ loại luôn. Như vậy đáp án cuối cùng của mình là đáp án D. Thật ra khi mà mình tính đáp án D, y phẩy nó được 3 lần x bình phương. Thì y phẩy bằng 0 này nó chỉ có duy nhất một nghiệm là x bằng 0 thôi. Bằng 0 này chính là nghiệm kép. Do đó thì nghiệm tay ngay ở chỗ nghiệm kép này, khi mà chúng ta xét dấu thì qua nghiệm kép là không đổi dấu, cho nên nó không đạt được trị tại x bằng 0. Do đó bài này mình sẽ chọn đáp án D. Rồi tương tự. Bây giờ câu số 34 nó hỏi là hàm này đạt cực đại tại x bằng mấy thôi. Như vậy thì thầy tính nhanh y phẩy nó là 3 lần x bình phương trừ 3. Thì y phẩy mà bằng 0 mình sẽ được hai nghiệm là cộng trừ 1. Cộng trừ 1. Như vậy thầy xét dấu nhanh là cộng trừ 1. Thì ngay chỗ này là không không, ở đây là mang dấu cộng trừ và cộng. Thì cộng đi lên, trừ đi xuống, cộng đi lên thôi. Như vậy thì người ta hỏi là đạt cực đại tại x bằng mấy, mình sẽ trả lời ngay được là đạt cực đại tại x bằng trừ 1. Do đó các em sẽ chọn đáp án D. Câu số 35. Hàm này có bao nhiêu điểm cực trị? Nhưng mình muốn biết nó có bao nhiêu điểm cực trị thì mình phải coi coi là y phẩy của nó có bao nhiêu nghiệm. Y phẩy là x bình phương trừ cho x bình phương trừ 4x cộng 4. À lúc này nó sẽ xuất hiện là hàm đẳng thức rồi. Hàm đẳng thức này chính là x trừ cho 2 tất cả bình phương. Thì khi mà mình cho bằng 0 á, lúc này y phẩy nó chỉ có duy nhất một nghiệm là x bằng 2 thôi. Thì nghiệm này lúc này nó trở thành nghiệm kép nè. Thì tương tự như ở trên, qua nghiệm kép thì không đổi dấu. Do đó thì hàm này của các em là không cực trị. Câu số 36, hiệu số giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu là bao nhiêu thôi. Như vậy thì bài này thầy sẽ tính y phẩy. Nó là 3 lần x bình phương mà trừ cho 6x. Bây giờ mình cho y phẩy này bằng 0, mình sẽ được nghiệm là x bằng 0 và x bằng 2. Như vậy thì thực ra giá trị cực đại và giá trị cực tiểu lúc này nó chính là đạt tại 0 hoặc là 2 thôi. Chỉ cần tính nhanh cho thầy y tại 0 hoặc là y tại 2 xem nó bằng mấy. Thì y tại 0 mình sẽ tính ra được nó là bằng 4. Y tại 2 thì thầy sẽ có là 8 mà trừ cho 12 và cộng cho 4 thì bằng 0 đúng không? Như vậy thì 4 này nó chính là y cực đại và 0 này nó chính là y cực tiểu. Như vậy mình có hiệu số giữa y cực đại và y cực tiểu nó là bằng 4. Rồi câu số 37, khẳng định nào sau đây là khẳng định nào đúng? Rồi, hàm trùng phương có thể có hai điểm cực trị là sai, tại vì hàm trùng phương là 1 bậc 3. Hàm bậc 3 có thể có ba cực trị là sai luôn, tại vì hàm bậc 3 nó là 0 hoặc 2. Hàm trùng phương luôn có cực trị là đúng rồi. Như vậy các em chọn luôn câu C. Câu số 38. Y cực đại của hàm này là bao nhiêu? Rồi, như vậy thì chúng ta cần phải tính được y phẩy nó là trừ 4 lần x mũ 3 và cộng cho 4x. Và y phẩy bằng 0 thì mình sẽ được ba nghiệm là bằng 0 và x bằng cộng trừ 1. Như vậy tới đây thì thầy sẽ mô phỏng được nhanh cái dạng đồ thị của nó, lúc này nó sẽ là đi lên, đi xuống, đi lên và đi xuống. Thì tại đây nó chính là đạt tại trừ 1, ở đây là 0 và ở đây là 1. Người ta hỏi là y cực đại, như vậy y cực đại là chắc chắn thầy sẽ lấy 1 này nè. Thầy hoặc là trừ 1 này mình thay vào trong cái y. Rồi thì mình sẽ xoay nhanh luôn, 1 mình thay vào mình sẽ được là trừ 1 cộng 2 là 1, 1 trừ 5 là thành trừ 4. Do đó là giá trị cực đại là trừ 4. Các em sẽ chọn luôn đó bác Nga.
Rồi câu số 39. Hàm số này đạt cực đại tại x bằng 1. Như vậy thì mình tính y phẩy thôi. Nó là 3 lần x bình phương trừ cho 2mx và cộng cho 2m trừ 3. Sau đó là tính luôn cho thầy y 2 phẩy là 6x trừ cho 2m. Rồi bây giờ nó đạt cực đại tại x bằng 1, cho nên thầy sẽ có là y phẩy của 1 là bằng 0. Thì từ đây các em sẽ suy ra được là y phẩy của 1 là 3 trừ cho 2m rồi cộng cho 2m trừ 3 bằng 0. Như vậy mình sẽ được là 0 bằng 0 ha. 0 bằng 0 là hiển nhiên rồi. Như vậy mình cần phải kiểm tra tiếp là y 2 phẩy tại 1. Thì các em lưu ý là đạt cực đại tức là y 2 phẩy là phải bé hơn 0 nha. Như vậy thầy sẽ có là 6 trừ cho 2m bé hơn 0. Thì mình sẽ được là 2m mà lớn hơn 6, tức là m lớn hơn 3. M lớn hơn 3 thì mình sẽ chọn đáp án B. Rồi thầy sang câu cuối cùng là câu số 40. Hàm số nào chỉ có cực đại mà không có cực tiểu? Như vậy thì mình nhìn vào đây mình sẽ loại được đáp án C rồi. Đáp án C là mình sẽ loại trước. Rồi tiếp tục đáp án B là một hàm bậc 3, thì lưu ý cho thầy nếu mà hàm bậc 3 mà nó có cực đại á thì nó sẽ luôn có cực tiểu nữa. Hàm bậc 3 là có cực đại thì sẽ có cực tiểu nha, cho nên là BC mình sẽ loại đi. Bây giờ thầy chỉ cần khảo sát đáp án A thôi. Y phẩy là trừ 40 lần x mũ 3 trừ cho 10x. Thì lúc này là mình sẽ được chỉ có một nghiệm duy nhất là x bằng 0 đúng không? Mình cho y phẩy bằng 0 thì mình sẽ được nghiệm duy nhất là x bằng 0. Rồi x bằng 0 thì thầy lập nhanh bảng tính tiên. Ở bên này của mình là nó mang dấu trừ và bên đây là mang dấu cộng. Như vậy thì hàm này thật đúng là nó chỉ đạt cực đại tại x bằng 0 và nó không có cực tiểu, cho nên mình sẽ chọn luôn đáp án A. Thì bài này các em chọn đáp án A. Rồi, như vậy thì thầy đã sửa xong 40 câu. Rồi, nhiệm vụ còn lại của các em là mình chỉ nộp bài và kết thúc thôi. Thì sau khi mà các em làm xong thì mình nộp bài, ở đây nó sẽ hiện ra được là đáp án nào mà các em làm đúng thì nó hiện ra là màu xanh. Đáp án nào sai thì nó sẽ tích cho mình cái chỗ màu xanh này trở thành cái màu đỏ thôi. Rồi. Và sau khi mà các em nộp bài xong thì ở đây nó cũng hiện luôn cho mình là ví dụ như là ở đây thầy chọn đáp án A là đúng đi, thì đó đáp án này là đúng rồi. Còn nếu như mà lỡ như trong bài mà thầy chọn đáp án là B á, thì ở đây nó sẽ hiện được cho mình là đáp án đúng phải là đáp án x bằng trừ 1, có nghĩa là đáp án A. Rồi, như vậy thì thầy đã sửa xong cho các em cái đề cực trị của hàm số. Thì bạn nào sai sót ở chỗ nào thì các em có thể xem lại cái phần này. Rồi, thầy xin chào tạm biệt các bạn ở đây. Và ở bài sửa kế tiếp thì thầy sẽ sửa cho các bạn cái bài cái đề thứ nhất là đề tính đơn điệu của hàm số. Rồi, thầy xin chào tạm biệt tất cả các bạn.